Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu thêm về bài hỗn hợp các chất. À, mình không tìm hiểu về dung dịch nữa. Hôm trước mình tìm hiểu xong về dung dịch rồi, thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về huyền phù và nhũ tương. À, huyền phù và nhũ tương là gì? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Huyền phù là gồm các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng, ví dụ nước phù sa này, nước bột màu. À, còn nhũ tương là gồm các giọt chất lỏng lơ lửng trong một chất lỏng khác, ví dụ sữa, hỗn hợp dầu ăn và nước khi được khuấy trộn. Huyền phù và nhũ tương là những hỗn hợp không đồng nhất, chúng thường không trong suốt. À, vậy thì mình xem nhé. Khi hòa tan muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị lắng xuống đáy thì có tạo thành huyền phù không? À, nó không tạo thành huyền phù đâu, bởi vì huyền phù là các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng. Nếu như lắng xuống rồi thì không phải là huyền phù, đúng không nào? Kể tên một số nhũ tương và huyền phù xung quanh em. À, các bạn có thể kể tên được một số nhũ tương và huyền phù xung quanh mình không? À, như vậy là gì? Khi mà chúng mình cho sắn dây, đúng rồi, cho bột sắn dây vào nước để khuấy lên ý, thì những cái tinh bột sắn dây đấy nó lơ lửng ở trong ý, trong nước, thì gọi là huyền phù, đúng không nào? Còn nhũ tương, à, nhũ tương chính là gì? Khi mà chúng mình lấy vài giọt dầu ăn ý, chúng mình nhỏ lên một cốc nước, sau đó là khuấy lên, thì cái dầu ăn đấy không tan trong nước, nó cũng là nhũ tương. À, như vậy là gì? Để phân biệt giữa huyền phù với dung dịch, người ta sẽ làm cái thí nghiệm như hình 16.3 này. Hình A là nước đường, còn hình B là nước bột sắn dây. Sẽ tiến hành chuẩn bị 2 cốc nước, đường và bột sắn dây. Cho 1 thìa đường vào cốc thứ nhất, cho 1 thìa sắn dây vào cốc thứ hai. Khuấy đều 2 cốc để yên 2-3 phút. Để yên 2-3 phút thì nước đường và nước bột sắn dây có cùng trong suốt không? Cốc nào là dung dịch, cốc nào là huyền phù? Khi mà để yên như thế thì mình thấy cốc A nó vẫn gì? Vẫn như vậy, màu sắc vẫn là trong suốt, nhưng cốc B là có màu đục. Như vậy cốc A là dung dịch, còn cốc B là nhũ là gì? À, là huyền phù, đúng không nào? Sau 30 phút ở mỗi cốc có sự thay đổi nào không? Sau 30 phút thì cốc A vẫn nguyên xi như vậy, nhưng cốc B cái huyền phù trong nước này nó lắng dần xuống, đúng không nào? À, như vậy thì hôm nay chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về huyền phù và nhũ tương rồi, và một số các hiện tượng mà chúng mình gặp ở trong đời sống hàng ngày rồi đấy. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của mình để tiếp tục tìm hiểu nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.